Hết hồn mẹ con đi. Mẹ Angus nha, mẹ keo mét nó cao 1m4 vô. Mẹ này đã lứa thứ hai nha. Hết hồn của mẹ này. Khủng long luôn cô chú anh chị ơi, cặp bò mẹ con được. Mẹ đẻ lứa thứ hai mẹ hết hồn dài rộn. Đây sữa đây. Mẹ đẻ lứa thứ hai nha. Ôi ôi mẹ nó dài rộn. Nghe được kìa, được 4 tháng qua. Quá đẹp luôn. Bò mẹ con này hàng mẫu nghe, hàng VIP đó cô chú anh chị. Mẹ chặn nhất nha. Mẹ cao 1m4 bò. Cứng 1m4 bò nữa. Dày rồi mẹ để lứa thứ hai nha. Đây, con được kem mà giúp bò siêu sám nha. Kem đẹp. Chân rất là to nha, mẹ ký tên rồi nè. Con đực này 4 tháng nha. Cặp này 35 triệu nha. Cô chú chỉ cần bò sinh sản mà mẫu bò đồ siêu độ thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Con bò này hết ý luôn, 35 triệu. Con mẹ hết hồn chẳng chẳng nhất. Quay con được 4 tháng 3 bữa nha, 4 tháng 3 bữa ngày rồi. Mẹ ký tên rồi. Bao lồi cho cô chú anh chị nha, bò này rất là đẹp nha. Con đứt hết hồn bò con. Rồi cặp bò này 35 triệu, cô chú anh chị cần thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Bò này hết ý cặp bò này luôn trời. Chẳng nhất bò luôn. Đứt kia 4 cặp mẹ con. 4 cặp mẹ con nha. Đây là con mẹ Bo Gatman. Mẹ này đã lứa thứ hai nha. Mẹ này cấy được 2 tháng rồi. Đây là con đực Gatman 5 tháng. Mình quay từng cặp cho cô chú chị xem mà con đực này tách sữa nha. Con đực này 5 tháng tuổi rồi. Con đực này thì 11 triệu. Con đực Gatman này 11 triệu nha. Còn con mẹ là 16 triệu. Mẹ cấy được 2 tháng rồi nha. Con bò mẹ là 16 triệu. Cũng như mẹ con này là 27 triệu. Cô chú chị mua hết luôn là mẹ con này 27 triệu. Mẫu bò sạch bò lắm nha. Mẹ là sái trích đồ ok hết. Mẹ đẻ lứa thứ hai nha. Khung tàn lớn luôn. Còn mập lắm, mẹ còn mập. Mẹ này chắc chắn chữa rồi. Mẹ con là con được chết mang. Mẹ con này 27 triệu, con 11, còn con mẹ là 16 triệu. Cô chú anh chị thấy vừa ý con nào mình mua con đó. Là cặp này là cặp mẹ con nha. Lúc sau này mình gieo pháp kem nha. Lúc sau mình gieo pháp kem. Mẹ chữa này mình chữa pháp kem nha. Tại nước đồng ta cho nhảy nọc một Gatman nó ra nè. Con Gatman. Rồi cặp thứ hai. Cột cái mẹ nó luôn đi chú. Lần lát con quay luôn. Vô sát không anh kia. Rồi cặp thứ hai là cặp mẹ xin nha. Mẹ này là mẹ lứa thứ ba. Đây được 3B. Đực 3B này nằm hơn 3 tháng tuổi nha. Đực 3B nè. Xương sóc rất là to. Mẹ con này 22 triệu 500. Mẹ sạch bò lắm nha. Mẹ tàn mự. Mẹ cao 1m3 bò. Mẹ con này 22 triệu 500. Bò mẹ cấy được hầm mấy ngày rồi. Đực 3B nha. 4 cặp mẹ con này là 4 cặp mẹ con được không à. Đực 3B. Mẹ con này là 22 triệu 500. Mẹ sạch bò. Mẹ đẻ lứa thứ ba nha. Cái là 3B luôn. Được 3B này hơn 3 tháng tuổi nha. Cặp này là 22 triệu 500. Hết hồn bộ sữa. Rồi cặp thứ 3. Cặp thứ 3 là mẹ xin luôn nha. Mẹ xin. Đẻ con đực kem. Đực kem này 5 tháng. Mẹ đẻ 4 lứa. Bò mẹ 4 lứa. Đây được kem, được kem 5 tháng nha. Mẹ gieo tinh lại rồi nha. Mẹ con này 22 triệu. Đi. Mẹ con này 22 triệu nha. Giá rất là mềm đó cô chú chị. Mẹ con đực nha. Con được kem 5 tháng. Con mẹ bô xin. Để 4 lứa rồi.
Mẹ con này 22 triệu. 4 cặp này là 14 cặp mẹ con được không á? Đây còn cặp này hơi nhỏ hơn con mẹ này, mẹ cỏ lai nha. Mẹ cũng thường thôi, nhưng mà để được 3B nha. Mẹ con này 20 triệu. Được 3B này 5 tháng. Mẹ chữa được tháng mấy à? Đây con được 3B. Con này 5 tháng nha, 1 ký. Mẹ này cứng bò, mẹ này đẻ 4 năm lứa. Mẹ con này 20. Giá rất là mềm nha. Chứ chị mua nuôi mấy bò sinh sản này giá rất là mềm. Mẹ con được 3B này 20 triệu nha. Rồi mình quay kỹ đây, tờ bố bộ cho cô chú anh chị xem nha. Mẹ con đực này là 20 triệu. Mẹ cũng thường bò đó chứ không bự con không nha. Như này mình nuôi mình lấy con đi. Đực baby đẹp. Mẹ con này 20 triệu. Đây mẹ con đực kem vàng này luôn, 22 triệu. Đực kem vàng này 5 tháng rồi nha. Rồi mẹ con Bushin được 3B 22 triệu 500. Nghe cặp này nha. Còn cặp bự này là 27 triệu. Mẹ này mẹ chữa nha, mẹ chữa 2 tháng nha. Mẹ thằng lớn. Con mẹ này 16 triệu. Con được 5 tháng này con được. Ghét man này 11 triệu. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ Trại Bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua. Cô chú anh chị thích cái cặp nào, mẹ con nào, hay là tách bò con cũng vẫn bán nha. Muốn mua bò mẹ thì mua, muốn mua bò con thì mua nha. Nên là 4 cặp mẹ con được hết luôn. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ Trại Bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho cô chú chị mình chăn nuôi thành công. Bò được lỡ về cũng rất là nhiều nha. Được lỡ lớn không. Này dỗ mình dỗ tới Tết là vừa luôn, luôn được lỡ nha.